con bị bệnh hả? Có cần con gọi người nhà cho ông không? Không cần. Mày muốn gì? Con có hai con chim này đẹp lắm, ông có muốn mua không? Ông mua giùm con đi, con bán rẻ cho mà. Con chỉ cần tiền mua gạo thôi. Má con bệnh, không có tiền mua thuốc. Thì ra cũng là dở trò, giả bộ tốt với mình chỉ là để kiếm lợi thôi. Cầm lấy rồi đi đi. Con không có tiền thôi. Cứ cầm lấy rồi đi đi. Mang theo cả lòng chim này nữa. Nhưng lần sau đừng nhớ cái trò này nữa. Má con dạy không được lấy không của ai cái gì. Ê nhỏ, thôi được rồi, coi như là ông mua cho con. Con cứ để cái lồng ở đây đi. Nhưng tiền lớn quá, con không có tiền thôi. Cứ cầm đi, coi như ta cho con tiền về mua thuốc cho má. Con cảm ơn ông. Giúp cho đứa nhỏ thôi. Chú mang cái lồng chim này thả xa xa một chút cho người ta không bắt được nó. Dạ. Mong cho nó được về tới nhà. Ai mà có nhà lại muốn xa nhà, phải không ông chủ? Đúng rồi, có ai lại muốn xa nhà của mình đâu. Chết đi, chết nè. Không có những tiền cứ hết tao. Không là tao chết luôn. Không có, ông nhà dạy đưa tiền cho em. Tiền đã bị anh lấy hết rồi. Em còn không có tiền mua thuốc cho má em nữa. Sao hả mày? Đừng ông chủ, đừng ông chủ. Ông chủ đang bệnh mà. Ông biết đây là lãnh địa của ai không? Ông già ông chưa bị đánh chưa sợ phải không? Này, không được đến quan phủ. Sao chú không để tôi đập chết nó đi? Có kẻ gian ác nào mà không bị trừng phạt đâu. Ông không đánh nó thì cũng có ngày trời đánh nó. Tại sao còn chưa về với má mày? Dạ. Đi. Đi về với má mày. Về ngay đi. Về với má mày liền đi. Đi về đi. Tao đánh cho mày chết luôn. Mày dám làm đơn tố cáo tao hả? Trong mấy thằng phu phen chỉ có mày biết chữ thôi. Mày không làm thì ai làm? Tôi không có. Không có hả?
Tao đánh cho mày chết luôn. Con còn thằng nào dám chống đó không nữa. Tôi xin thầy, hãy tha cho chồng của tôi. Thà nó, thà nó để hại tao hả? Tao đâu có ngu. Tao đánh cho chết luôn. Chống đó nào hả? Ông, trên ông đã giết chồng tôi. Ông đền mạng cho chồng tôi. Trả mạng cho chồng tôi. Trả mạng cho chồng tôi. Hôn hồn thì mau đi đi. Còn không tao bánh mày theo chồng mày luôn bây giờ. Bỏ đi. Thôi đừng, đừng. Bình ơi, chị và cháu phải chạy nhanh đi trước khi hắn quay lại. Quá. Tôi không thể nào bỏ chồng tôi được. Dù sao thì anh ấy cũng đã chết rồi, chị còn phải lo cho thằng Bình nữa. Thầy Cai sẽ thưa thằng Bình cái tội đánh người, nó sẽ bị bắt vô trại giáo dưỡng. Bộ chị muốn vậy sao? Nhưng còn chồng tôi thì phải làm sao? Đã có tụi tôi lo rồi. Chị đi đi. Đi thật nhanh, thật xa nơi này. Đi đi chị. Phải đó, đúng rồi đó. Đi. Chị Minh à, mau đi đi. Chị Minh cầm lấy ít tiền vô Sài Gòn, may ra còn có cơ hội. Còn đói lắm hả? Ừ, dạ không. Con không đói. Cả ngày rồi hai má con mình không có ăn cái gì hết, làm sao mà không đói cho được. Lục tàu xa chi mẹ phủ đê. Con qua mua một chén lục tàu xá ăn đi. Dạ, con mua hai chén cho má với con ăn nha. Thôi, con mua cho con thôi, má không có đói. Lục tàu xa chi mẹ phủ đê. À, tiền của tôi mà, trả lại cho tôi. Chú ơi, tao nói cho mày biết, chú ơi, bây giờ là tiền của tao rồi. Chú, trả lại đây, trả lại đây. Trả lại, trả lại đây. Mày đi, chú ơi, chú ơi. Chú ơi, tôi xin chú, tôi đừng có đánh con tôi nữa. Để tình má mày, tao tha cho mày đó. Công tao đọt chết mẹ mày rồi. Nghe nè, mạnh được yếu thua, hiểu không? Nè cô ơi, mời cô, mời cháu vô quán ngồi. Dạ, nhưng mà má con tôi hết tiền rồi. Không sao, tôi mời. Dạ, tôi cảm ơn. Dạ. Cô và cháu ăn đi. Cảm ơn chú. Lúc nãy tôi thấy thằng nhỏ bị đánh, nhưng tôi không dám can. Ông đã thấy hết tất cả, sao không giúp má con tôi? Con, tôi đã nói rồi, tôi thương cô thế cô thì làm sao tôi dám làm gì thằng côn đồ đó. Ông hiền lắm. Tôi xin lỗi. Bình,
Sao vậy con? Ai cũng là người xấu hết. Con quay lại đây với má. Đâu? À. Trời ơi, con làm sao vậy nè? Bình à, không phải vậy đâu con. Trên đời này còn nhiều người tốt lắm. Không phải là người ta không muốn giúp mình, mà là người ta có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nếu mất lòng tin vào con người là mất tất cả, con hiểu không? Chú ơi, chú. Gì cô? Chú ơi, chú cho má con tôi quá gian chứ. Cho nhỏ ngồi lên đi, tôi kéo. Cảm ơn chú, lên đi con. Mình về thôi ông chủ. Chú về trước. Tôi còn muốn ở lại đây thêm một chút nữa. Nhưng mà lỡ thằng côn đồ nó quay lại thì... Nó quay lại thì sao? Tôi ngán nó à? Dạ. Cuộc đời là mạnh được yếu thua. Tôi đã học bài học đó từ khi còn rất nhỏ. Cha ơi, con dọn cơm xong rồi, cha qua ăn cơm cho nóng đi cha. Ờ, cha qua liền. Cái miếng này ngon lắm nè. Cha ơi, cha ăn thử miếng đậu hũ này đi. Dì Năm chỉ cho con cách kho tương đó. Ngon, ngon lắm. Dì Năm nói con mừng món này cho cha ăn ngon miệng, là xin cái gì cha cũng cho con hết á. Muốn gì? Nói đâu. Đi đi nha. Đừng đứng cửa nhà của ta như vậy. Mẹ, con chơi. Mẹ.
con cầm dù qua nhà dì Năm. Nói dì Năm qua gấp. Nhớ nói dì Năm cầm qua bộ đồ cho cha mượn ha. Ủa, cha mượn đồ dì Năm mừng chi? Trời ơi, mượn cho cái cô này chứ mượn cho cha làm chi. Con đi nhanh đi. Dạ. Còn con nữa, đồ con ướt hết rồi. Đi, theo chú. Vô đây chú lấy đồ cho thay. Thêm đi, đặng cho khỏe. Ăn chậm thôi, coi chừng phỏng đó. Ăn đi. Ăn hết, tôi múc thêm cho. Không sao đâu, xích dầu vô cái là hết đau liền à. Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô ấy đã tỉnh đâu mà ăn cháo? Vậy thôi, dì Năm ăn đi, không mấy cháo nó nguội á. Chàng ơi, con nhỏ này, dì Năm có bệnh đâu mà biểu dì Năm ăn cháo. Vậy con mang xuống hỏi cha có ăn không nghe. Sao mày không hỏi thằng nhỏ có ăn không? Nó ăn rồi. Nó ăn như đói 7 ngày vậy. Vậy thôi con để đây đi. Lát nữa cô tỉnh dậy dì Năm cho cô ăn. Con vô buồn ngủ đi. Để cha nói chuyện với dì Năm. Dạ.
Cảm ơn chị Năm nha. Không có chị tôi không biết làm sao nữa. Có gì đâu anh. Tôi là đàn ông, còn con Quyền thì nhỏ quá, đâu có lo cho người ta được. Nhưng anh có biết cô ấy là ai không? Mà cho người ta vô nhà, lỡ như... Người ta có một mẹ một con, hoàn cảnh như vậy còn làm hại được ai? Vậy giờ anh tính làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để cô ấy ở đây à? Anh thì quá vợ, cổ thì còn trẻ, ở chung vậy có tiện không? Tôi còn cái phòng bên trong bỏ trống, trước đây có cho người ta ở mướn, bây giờ thì bỏ không. Tôi nghĩ cho cổ qua bên đó ở cũng tiện. Chỉ ngặt bây giờ cổ còn yếu quá, không thể tự lo cho mình được. Chuyện đó thì không sao. Dạo này tôi cũng rảnh, hay là tôi qua chăm sóc cho cổ cũng được. Cảm ơn chị Năm. Để cô ấy khỏe lại, rồi hỏi xem gia cảnh coi có người thân nào ở gần đây không, thì nói họ đến đón cổ về. Cổ làm sao rồi? Đã tỉnh chưa? Tối hôm qua chị có ngủ được không? Tôi tinh thớt trong chừng cổ, mà buồn ngủ quá cái tôi ngủ quên nào không hay. Còn thằng nhỏ, chị thấy nó có ngủ không? Tôi ngủ mất tiêu rồi, sao tôi biết nó có ngủ hay không? Chắc là nó không ngủ đâu. Tôi thấy từ tối á, nó vẫn ngồi vậy á. Được mà. Thầy Cai, thầy Cai, tôi xin thầy, thầy tha cho chồng của tôi. Được mà, tôi xin thầy. Được, thầy ơi, đừng đánh chồng tôi. Má, tỉnh lại đi má. Má ơi, sao con? Đừng đánh chồng tôi, được mà. Nè, cô ơi, tỉnh lại đi cô. Tôi đang ở đâu đây? Ở nhà tôi. Không phải, nhà anh Ba Chánh. Con tôi đâu? Mình ơi, con ơi. Con nè má. Con của má. Má. Cô ơi, nhà cô ở đâu để tôi... Chị Năm. Hả? Đi ra ngoài. Nhưng tôi chưa hỏi được câu nào mà. Đi ra. Con ơi. Ê, đứng lại. Có chuyện gì không? Nghe nói tối hôm qua nhà mày mới trúng vố to hả? Vố gì chứ? Thì hôm qua có con mèo chui vô nhà mày, mà nó còn có con nữa đó. Có con mèo nào chui vô nhà tao đâu. Trời ơi, nói vậy mà còn không hiểu nữa. Thì chứ. Không hiểu. Sao mày ngu quá vậy? Mày nói gì? Mày nói lại tao nghe coi. Thì tao nói mày ngu đó. Nói vậy mà còn không hiểu nữa. Hôm qua có người lạ chui vô nhà mày, mà còn dắt thêm thằng nhỏ nữa. Mày sắp gọi nó bằng anh đó. Còn bà đó là má đó. Cô với thằng nhỏ đi từ đó vô đây chỉ có hai má con thôi hả? Con người cho má con tôi quá dạn dập đây. Không biết anh Bảo có được chôn cất đàng hoàng hay không. Tôi sợ
Tôi nghĩ những người bạn của anh ấy đã hứa thì chắc họ sẽ làm thôi. Với lại tên cai đó đánh chết người cũng không thoát được tù tội đâu. Vậy cô không còn người thân nào sao? Tôi còn một người chị ở Sài Gòn à. Vậy là trời Phật còn thương. Nhưng mà tôi không biết là chị đó ở đâu. Tôi chỉ biết là chị ở gần cầu Bông thôi. Cầu Bông thì cũng gần đây thôi. Đường ở miệng mình, cứ hỏi thăm là được à. Để tôi đến đó hỏi thăm, tìm nhà của bà ấy. Nhưng anh không biết mặt, không biết tên, không biết địa chỉ luôn. Sao tìm được người ta? Tôi cứ ra khu cầu Bông hỏi thăm người ta. Khu đó cũng ít người mà. Chị tôi tên là Huệ Lan. Tôi nghe nói chị ấy khá giả lắm. Hồi trước thằng Bình nó có gặp chị ấy rồi. Chắc bây giờ nó còn nhớ mặt. Đó. Anh thấy tụi nó có đúng không? Anh đi phải chở con nhỏ theo. Chứ anh đến cứ khơi vậy, người ta biết anh là ai. Vậy cũng được. Để tôi dắt thằng Bình đi, mai ra nó còn nhận ra gì nó. Vậy thôi anh ba đi đi. Đi sớm về sớm. Anh ơi, anh cho tôi hỏi thăm, anh có biết nhà cô Huệ Lan ở đâu không? Tôi không biết. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Vô sâu bên trong hỏi thử coi. Cảm ơn. Ờ. Con ở đây giữ xe nha, để chú ba đi hỏi thăm. Dạ con xin lỗi gì, con xin lỗi gì. Trời ơi, cái thằng quỷ nhỏ này mắt mũi để đâu vậy hả? Xin xin xỏ cái gì? Đây là cách nuôi của cậu đó hả? Đây là sân hào hải vị sao? Chị muốn nói chuyện riêng với em, có được không? Anh đưa thằng Bình ra ngoài một chút. Chuyện gì vậy? Con ông làm ngã xe, chút nữa là giết người rồi. Lôi cổ nó về dậy lại đi. Có chuyện gì? Con từ từ nói cho chú nghe đi. Có phải là con không muốn đến đó? Thôi được rồi, con không muốn đến cũng không sao. Nhưng mình cứ đến gặp dì con một lần, báo cho dì tin tức của má con, rồi mình đi liền, có được không con? Có ai ở nhà không? Chỗ này hả chú? À. Kiếm ai? Tôi kiếm bà Huệ Lan. Chị? Tôi có chuyện quan trọng, muốn gặp bà ấy. Quan trọng sao? Tôi cần gặp bà chủ của con. Chuyện gì đó Bo? Dạ, có người muốn kiếm bà chủ. Đó là có chuyện quan trọng. Thầy
thầy ba có tìm được nhà của chị hai em không chị? Cô yên tâm đi, thầy ba rành đường dữ lắm, chắc chắn là sẽ tìm được mà. Em cũng mong là vậy. Em chỉ sợ là chị ấy không còn ở đó nữa. Vậy trước giờ không phải gia đình cô ở chỗ này sao? Dạ không, cha má em ở miền ngoài. Anh hứa sẽ chăm sóc em và con, nhưng mình không còn lựa chọn nào khác. Ở lại đây cũng không kiếm được việc làm, cha cũng không chấp nhận tụi mình, còn con mình nữa, sau này tương lai con mình nó sẽ ra sao? Nhưng mà em nghe nói làm công nhân ở đồn điền cao su cực khổ lắm. Mình không thấy anh mạnh như trâu hay sao? Cực khổ thế nào anh cũng làm được mà. Em à, tụi mình làm cực một chút, nhưng đời con mình sẽ sung sướng. Hai con trai hen. Thấm thoát cũng đã 12 năm rồi. Gia đình tôi là một gia đình gia giáo và giàu có. Con Huệ Minh là sinh nhất dùng, bao nhiêu người đeo đuổi, đốc tờ bác vật đều có. Vậy mà nó không ưng ai, đi ưng cái thằng không có tương lai. Vậy là gia đình bà không chấp thuận? Dĩ nhiên, làm sao gia đình tôi chấp thuận một tên khố rách áo ôm đó lọt vô nhà tôi được? Nhưng cũng phải có lý do gì mà gia đình cô không ưng chú ấy. Anh ấy là một người tốt, là một họa sĩ có tài. Nhưng mà ở trong thời buổi này, làm họa sĩ không thể nuôi nổi vợ con. Cuối cùng thì vợ chồng nó cũng phải tha hương cầu thực, đi làm cu li cho mấy cái đồn điền cao su. Giờ ra nông nổi này cũng đáng lắm. Xin lỗi, giờ cũng trễ rồi, xin phép bà tôi về. Ông về nói với con Minh, muốn đến đây thì tôi cũng nuôi, nhưng đến thì phải làm, chứ không phải ở không đâu nha. Tôi hiểu ý bà rồi. Trời đất ơi, cái thằng quỷ sứ kia, ai cho phép mày giải lung tung ở đây vậy hả? Có chuyện gì mà sùm ở đây vậy? Dạ bà chủ, bà chủ coi nó giải lung tung vậy đó. Đúng là cha nào con nấy, chẳng ra làm sao. Vậy ra bà có quen biết với cha nó à? Biết chứ. Đó là người đàn ông mà tôi ghét nhất trên đời. Thôi, chào dì về đi con. Chào cô. Anh đợi em có lâu không? Tôi cũng mới đến.
Anh có biết vì sao mà em đến muộn không? Anh phải ở gần em thì em mới nói được chứ. Ở đây đâu có ai đâu. Làm muốn nói gì thì nói đi. Là cha em không có cho đi. Cha nói con gái lớn ra ngoài một mình không có tốt. Sao vậy? Anh còn hỏi vậy nữa. Có ai mà cho con gái đi hẹn hò với người lạ đâu. Nhưng tôi chỉ đến đây để vẽ cho Lan thôi mà. Nhưng mà nếu anh không, thì anh đâu có đến đây để vẽ cho em, đúng không? Mà thôi, anh vẽ nhanh đi. Lát nữa Huệ Minh nó đến là em phải về với nó đó. Vậy Lan ra kia đi. Em đứng ở đây được không? Đâu cũng được. Cha có cho em đi một mình đâu. Em phải rủ Huệ Minh ra chợ mua đồ, cha mới cho em đi đó. Ngày mai á, em cũng không biết lấy lý do gì để ra đây với anh nữa. Vậy được không anh? Tại sao nó lại xuất hiện ngay lúc đó? Tại sao anh lại chọn nó chứ không phải là em? Xong chưa anh? Anh ơi, gần xong chưa? Phải lụy mỹ nhân thôi. Phải vậy không? Cô kiểm tra lại xem có mất gì không. Cô cầm đi. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh. Huệ Minh nhà em nó thường hay bất cẩn lắm. Bức tranh em anh vẽ xong chưa? Anh ngắm em nhiều quá mà quên vẽ em luôn đúng không? Tại tôi chưa vẽ xong.
Chưa xong em cũng lấy luôn. Khoan đã. Hả? Tôi còn muốn. Anh muốn gì? Tôi muốn vẽ thêm. Vậy thì mai em sẽ đem ra cho anh vẽ tiếp. Còn bây giờ em sẽ giữ bức tranh này. Để tối nay em còn ngắm nữa chứ. Cô ơi. Cảm ơn anh. Không có gì. Đi về. Đứng ở đây làm gì? Dạ xin phép. Gọi con đem đốt cái này đi. Dạ con đốt liền. Khoan. Dạ. Đem vô nhà kho cất cho tôi. Dạ con cất liền. Phải chi ngày đó nó không xuất hiện